Phật Pháp ứng dụng. Con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa giữa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Sống muộn mang không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình. Giữa hương đông cỏ nổi, cho tôi như khúc ca bay đi xa giữa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin đế đầu thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về pháp tòa để chia sẻ thời pháp thoại. Trong buổi tối hôm nay, nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2559 dương lịch 2015, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ban chúng cổ cử ba hồi chúng trống bát nhã để cung thỉnh thầy quang lâm. Trước khi bắt đầu về pháp thoại, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca vàng rơi lác đác, hạt mưa ngâu rào rạc phủ văn đầy. Một kiền liên gương sáng mãi còn đây, mùa báo hiếu ơn sâu đầy gợi nhớ. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, cứ mỗi độ thu sang, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi lác đác, những ngọn gió thu mang mát làm dịu lòng người, đã báo hiệu mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về. Mùa mà tất cả những người dân Việt Nam nói chung và những người con Phật nói riêng đều hướng về hai đấng sanh thành với tất cả tấm lòng thành kính để ôn lại và tưởng nhớ về những tình cảm thiêng liêng, những công ơn cao vời mà hai đấng sanh thành đã dành trọn cho mỗi chúng ta. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559 dương lịch 2015, toàn thể hàng nam nữ Phật tử chúng con lại được cơ hội về đạo tràng tu viện Tường Vân để lắng nghe thầy sẽ chia những lời dạy của Đức Thế Tôn về trách nhiệm và bổn phận của một người con đối với cha mẹ. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời chỉ dạy của thầy. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là mùa Vu Lan tháng hội Phật lịch 2559 dương lịch 2015. Toàn thể quý Phật tử gần xa trở về đây tham dự lễ Vu Lan đông đủ trong cái tinh thần tôn sư trọng đạo như thế này là một điều rất đáng hoan nghênh. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin hân hoan chào đón tất cả các vị và chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Thì xin thưa các vị, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài pháp thoại mà nói thẳng ra đó thì mùa Vu Lan năm nào chúng ta cũng hay nhắc về cái vấn đề về nghĩa mẹ tình cha, đó là cái giá trị thiêng liêng muôn thuở. Và tôi nghĩ tôi cũng chia sẻ với các vị về những chủ đề này cũng tương đối nhiều. Và tôi đã từng nói trong một số bài giảng là tôi nói các vị á, tôi rất sợ hai sự kiện quan trọng của Phật giáo trong năm.
một là Phật Đản, hai là Vu Lan. Việc này được lặp lại hàng năm như thế, và xin thưa các vị là giảng đi giảng lại hoài trong các sự kiện này, đôi khi nhất là những người làm giảng sư thiệt ra các vị khi không biết đường nói. Tức là những cái cần nói thì nói hết rồi, mà những sự kiện là sự kiện giống nhau được lặp lại như thế. Và riêng bản thân tôi cũng gán tìm những cái gì cho nó đặc biệt, nhưng mà lực bất tòng tâm, tôi có thể tìm mức độ nào tôi chia sẻ với các vị ở mức độ đó. Và tôi phải nói một điều là thời gian qua, đạo đức là một trong những vấn đề mà gọi là gây tranh cãi. Điều này năm xưa nó là đạo lý của con người, nhưng hôm nay chúng ta lại có nhiều cái suy nghĩ lệch lạc do vấn đề tiếp biến văn hóa giữa văn hóa truyền thống và văn hóa ngoại lai du nhập. Có những cái sự tiếp nhận của chúng ta không khéo léo đã làm ảnh hưởng không nhỏ cho nền truyền thống văn hóa dân tộc của chúng ta. Và đạo đức là một trong những vấn đề bị lung lay trong một thời gian qua, phải nói là đáng báo động. Một vài tôn giáo du nhập vào Việt Nam của chúng ta lại có tính cách là nó đi ngược lại với nền văn hóa truyền thống. Trong khi đạo đức của Việt Nam thì khuyến khích cái vấn đề gì? Sống khiêm tốn, thật thà, sống hiếu thảo, thờ kính ông bà tổ tiên. Thì trái lại một số tôn giáo du nhập vào Việt Nam đi ngược lại với truyền thống văn hóa của chúng ta, khuyến khích ăn chơi, khuyến khích bừa bãi tất cả các mối quan hệ, không có lễ giáo, không khờ cúng ông bà tổ tiên. Tất cả những loại hình tôn giáo này chúng ta cần phải khắc khe trong cái vấn đề tiếp nhận, hoặc thậm chí chúng ta có thể loại hẳn ra trong cái sinh hoạt tín ngưỡng về đạo đức văn hóa của dân tộc chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta không dễ vui để có thể chấp nhận những cái nền văn hóa mới mà gây ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ đến truyền thống của người Việt Nam. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng này, có thể bài giảng này nó hơi đau một chút, lời thật hay mất lòng. Và cái đau này nó là một cái nỗi đau chung chứ không có riêng ai. Và người nào lâm vào hoàn cảnh này thì là nỗi đau của người đó. Nhưng mà nó cũng là một cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy e dè, lo lắng cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Bài giảng của chúng tôi chia sẻ với các vị với chủ đề là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. A Di Đà Phật. Tôi sẽ đề cập đến những cái vấn đề đạo đức về hiếu thảo trong bài giảng này và những điều chúng ta cần suy gẫm. Nhưng mà tôi không muốn lặp lại tới lui hoàn toàn từ bài giảng từ đầu tới cuối về vấn đề hiếu đạo của chúng ta. Bởi vì hiếu thảo đó là một bổn phận thiêng liêng. Và chúng ta thấy rằng không phải đến ngày Vu Lan chúng ta mới nhắc đến vấn đề hiếu thảo, mà đó là một trách nhiệm của cả đời con người. Nhưng mà Vu Lan là cách hâm nóng lại những cái tình cảm thiêng liêng mà do công ăn, việc làm, do hoàn cảnh riêng của chúng ta như thế nào đó, chúng ta tạm thời quên đi những cái ý nghĩa thiêng liêng đó. Còn thực tế, ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị với tầm nhìn nhiều góc độ. Với riêng tôi, hai chữ đạo đức tôi dùng là tại sao trở thành món hàng xa xỉ. Cái chữ xa xỉ có nghĩa là cái này á nó phí quá đi. Cái gì mà phí chúng ta gọi là xa xỉ. Như vậy hôm nay con người chúng ta tại sao là chúng ta khiêm tốn để nói lời đạo đức, chúng ta lại khiêm tốn trong việc giáo dục con về đạo đức. Và chúng ta lại thấy cần phải tiết kiệm với những cái cách nhìn, cách suy nghĩ này. Cho nên vì cái chỗ đó tôi mới gọi đạo đức tại sao trở thành món hàng xa xỉ vậy. Đúng ra nó là một cái nhu cầu không thể thiếu. Chứ tại sao bây giờ nó phải trở thành một cái gì dè dặt trong cái sự mà tiếp thụ nó vậy? Mỗi một hành động nào đạo đức chúng ta phải dè dặt quá nhiều. Do cái gì? Có thể do xã hội mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào tổ chức. Cho nên chúng ta bị hoang mang và lòng đạo lý của chúng ta nó tự nó co cụm lại mà thời nào chúng ta không hay. Và nó bị tác động bởi nhiều nguồn văn hóa khác nhau, nhiều tư tưởng sống của con người khác nhau, mà nó làm cho chúng ta cảm giác rằng mất phương hướng trong cuộc sống. Mà thậm chí những người lớn tuổi như các vị còn đôi khi bị mất phương hướng nữa.
mất phương hướng giữa đạo lý truyền thống và mất phương hướng với cái lối sống đang là. Những người gìn giữ đạo lý truyền thống sẽ bị một số người chê cười cho chúng ta là thuộc về dạng cổ lỗ sĩ hay là thuộc về cái dạng gì đó nó không phù hợp và thích nghi với cuộc sống này. Và chúng ta có cảm giác rằng đạo đức không có tạo ra tiền mà đôi khi làm chúng ta phải bị thiệt thòi nữa. Đa phần các vị thấy những người đạo đức, những người sống tốt, người lương thiện lại có thể chấp nhận những thiệt thòi bất đắc dĩ nào đó. Và những người ích kỷ cảm thấy rằng là không dạy gì tôi ngu khờ để tôi có thể chấp nhận những điều thiệt thòi này, dám đánh đổi những đạo lý và lương tâm con người bởi vì quyền lợi. Ngày xưa những bậc đạo lý hy sinh cả đời chưa cảm thấy thỏa mãn với những cái hành động tốt, hành động hiếu thảo. Hôm nay chúng ta phải đem ra cân đo đong đếm quá nhiều, thậm chí điều đó với mối quan hệ cả cha mẹ và con cái, và thậm chí đến độ vợ chồng nữa. Cái này là điều chúng ta suy nghĩ lại. Tôi nói với các vị nhiều bài giảng, đạo đức không tạo ra tiền. Nếu người có cái đời sống kim tiền quá nặng thì cảm thấy đạo lý là nhẹ thể trong lòng người đó. Tức là người đó không có, nói chung là không quá quan trọng về đạo đức gì cả, miễn sống sao có tiền thì được. Cái này tôi miễn bàn. Nhưng mà tôi nói với các vị, đạo đức không tạo ra tiền nhưng mà nó là một nền tảng để chúng ta có hạnh phúc để sử dụng đồng tiền. Còn nếu con người chúng ta vô đạo đức thì đồng tiền là nỗi khổ của bàn dân thiên hạ và nỗi loạn của xã hội này. Các vị nên nhớ, nếu con người không còn đạo đức thì đồng tiền còn không có giá trị để làm chúng ta được hạnh phúc đâu, bảo đảm 100%. Cho nên điều này tôi nói có thể các vị cảm thấy nó ngược ngược với những gì chúng ta đã từng có thói quen. Nhưng rồi các vị từng bước trầm ngâm suy nghĩ lại, con người chúng ta muốn có hạnh phúc và muốn một đất nước phát triển phồn vinh thì cơ bản nhất là nền đạo đức của chúng ta phải được lập lại một cách có trật tự, có trách nhiệm và có kiểm soát đàng hoàng trong mọi hình thái sinh hoạt, từ học đường cho đến mọi cái sinh hoạt của xã hội, thì quả may đất nước chúng ta mới có thể là có một hướng tích cực cho đời sống an vui, hạnh phúc và trật tự xã hội và đời sống công bằng văn minh của chúng ta. Còn nếu chúng ta ai cũng đua nhau để chạy vào kim tiền và so đồng tiền là ngữ trị, có tiền mua tiên cũng được, có tiền là tất cả, những cái cách nói theo dạng anh chị trong các quán bar đó, thì tất cả những cái này các vị không khéo đẩy cho con người chúng ta trở nên đi vào trong khổ đau, hãm hại nhau, lừa đảo nhau mà bất cần đến nghĩa tình, bất cần đến sự lương thiện. Các vị sẽ thấy ngày nào đạo đức đánh đổi bằng sự ích kỷ kim tiền thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng không có một con người nào có hạnh phúc, thậm chí cả một gia đình, người thân nhau còn không hạnh phúc với nhau, đừng nói là chuyện ngoài xã hội. Nên nhớ là như vậy. Tôi không có quơ đũa cá nắm. Dĩ nhiên trong xã hội chúng ta còn rất nhiều người tốt, nhưng mà những câu chuyện thương tâm xảy ra hàng ngày quá nhiều, làm chúng ta phải suy nghĩ đến mức độ rồi, cái tiêu cực nó ở chỗ nào. Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, để tìm ra cái hướng nào tích cực nhất trong cái việc giải quyết vấn nạn này. Mà vấn nạn này không có riêng gia đình nào cả, đó là cái chung. Suy thoái đạo đức cũng là cái ảnh hưởng chung, và khắc phục những điều đó cũng là cái lợi ích chung cho tất cả chúng ta. Và Phật giáo hay là những người con Phật đóng góp được gì cho lãnh vực này? Xin thưa các vị, trong một cái thời buổi này, những người sống lương thiện thì đôi khi chúng ta bị ái ố cười chê. Những người biết đi chùa tụng kinh thế này, có một số người họ nói chúng ta làm chuyện gùi bu vô bổ. Có bị không? Có đúng không? Mình tối mình đi chùa, mình tụng kinh, hoặc thậm chí mình có thời giờ mình về chùa công quả. Thời gian thay vì nghe nhạc bóp, nhạc rock gì đó, coi phim trưởng, phim tàu gì đó, coi phim tình cảm lâm ly Hàn Quốc gì đó, chúng ta không coi nữa, chúng ta chuyển qua chúng ta nghe Pháp. Thì một số người nói làm chuyện gùi bu, vô bổ, làm chuyện gì nó không ra gì thế thế. Đây là những điều mà tôi nêu ra để các vị để ý những cái này. Và các vị hãy nhìn ngay những người đánh giá những điều rùi bu vô bổ đó, họ là ai? Và họ cho rằng là giờ đó đi nhảy đầm, vô quán bar, ăn nhậu, hoặc là đờn hát ca gì đó, tất cả những cái này họ mới cho là hưởng thụ, là cái đó là mới sống đúng mốt gì đó, mới sống tư chuẩn gì đó, tất cả những cái này. Và hai lối sống dường như giống như hai thái cực.
Nhưng mà họ đó, họ không hiểu được những giá trị mà những người muốn gìn giữ đạo lý truyền thống và hạnh phúc gia đình đang là. Từng bước tôi sẽ phân tích cho các vị thấy những cái này. Tôi không phủ nhận một số chùa làm không hết cái vai trò của một cái người làm nhiệm vụ đạo Phật đối với quần chúng. Tôi không phủ nhận chuyện này. Đôi khi chúng ta làm không hết vai trò, hoặc là chúng ta còn khiếm khuyết gì đó, chúng ta đánh mất niềm tin của một vài bộ phận nào đó. Điều này tôi không nói. Dĩ nhiên là trong cái sự đa dạng nó có. Nhưng mà chúng ta cho rằng là đến với đạo Phật hay là học và tu hay là nghe pháp là chuyện vô bổ rùi bu. Cái này chúng ta phải xét lại vấn đề đạo lý và lối sống của những người mở ra một cái lời như thế. Và nếu xã hội tập hợp đa phần những người như thế thì cuộc sống của mọi người sẽ đi đến đâu? Chúng ta cứ lý giải các vấn đề này. Tôi không có chủ quan, tôi cho các vị tự trả lời và tự sống trong môi trường đó, các vị tự lý giải lấy. Cơ bản những thành viên của một gia đình chúng ta thôi là chúng ta đã cân đo đong đếm được điều này rồi. Rồi lúc đó chúng ta mới suy luận ra một cái xã hội rộng lớn. Bên cạnh đó, những người con hiếu thảo, biết nghe lời cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ, chỉ một bề sống quanh quẩn gần cha mẹ, thì bị những người khác cho rằng đồ tiêu cực, cổ lỗ sĩ, thời này mà sống như vậy, này kia kia nọ. Nhưng mà để nó nô lệ tình ái, đi bò, đi gian, đi xin, để gian xin được tình yêu, nó bán mạng cho tình yêu, nó bỏ tiền cho tình yêu, nó gian xin người khác để được yêu, uống thuốc chuột, tự tử vì mấy thằng tào lao, tất cả những đó, nó cho nó sống vậy là đúng mốt thời đại. Như vậy tôi nói với các vị thấy gì? Tôi thì không có tiếp xúc nhiều với bên xã hội, mà tôi tiếp xúc từ trên các mặt báo. Tuổi 15, 17 hôm nay, họ buông mình cho tình cảm một cách quá bừa bãi. Trong khi đó lời dạy bảo của cha mẹ họ lại xem thường. Không bao giờ biết hy sinh và nghe lời cha mẹ, nhưng lại hy sinh cho một kẻ bàng quan nào đó. Thậm chí bị lừa gạt trong một cái tình cảm rất là thấp kém và đê hèn, vẫn chúi đầu vô trong đó để nan nỉ, để ỉ hôi, để khóc lóc, để gian xin, thậm chí có thể chết bỏ vì những chuyện vớ vẩn như thế. Họ có bao giờ dám mà hy sinh hay là họ dám tận tụy với những người cha, người mẹ đã cả đời hy sinh cho họ chưa? Cái này từ đâu ra? Từ đâu ra trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tại sao vài chục năm trước chúng ta không có những cái thái độ sống như thế này? Những giới trẻ không cứng đầu và mất nết như ngày hôm nay như thế. Ở đâu ra những cái loại mất nết như thế này? Sống vô cảm, sống không biết tình nghĩa, mà sống cho một cái sự chiều chuộng cho bản thân quá đà. Cái này phải nói là như vậy. Những giá trị truyền thống đạo đức bị xem thường. Những giới trẻ xem những cái môi trường tu học đồ như thế này, họ xem như là cái gì rất là xa lạ. Bởi vì họ nghĩ rằng đến đó giống như cái gì đó, nó hạn chế cái đời sống tự do của họ quá đi. Nhưng mà bao giờ họ sống dở chết dở với những cái thói hư tật xấu của chính họ, thì lúc đó họ mới thấy rằng đạo đức và gia đình hay là tình thương của cha mẹ lúc đó đứng đắn và có giá trị thế nào. Còn bằng không, không bao giờ họ chịu nghe. Bởi vì họ đang chiều chuộng những cảm xúc vớ vẩn của họ. Và cái này từ đâu có những cái cảm xúc và những suy nghĩ đó, tôi chia sẻ với các vị ở cuối bài giảng này. Xin thưa các vị, cho nên là hôm nay những đạo lý truyền thống của chúng ta bị phá vỡ một cách gọi là đắng cay. Những người cha người mẹ có lương tâm đạo đức nhìn về các con hư rất là đau lòng. Những người có tầm nhìn về đạo đức trong xã hội, những nhà giáo dục mô phạm cảm thấy rất là đau lòng cho chuyện này. Và nó như một cái vấn đề gọi là một chiếc xe tuột dốc không phanh, không biết làm sao để lôi kéo lại. Từ những các mối quan hệ, cái lối sống, cái ăn mặc, cái tư cách, cái xã giao, cái lễ giáo, chúng ta bị tác động quá nhiều, tác động theo chiều hướng tiêu cực. Dĩ nhiên trong vài năm qua, những môi trường đạo đức, những chùa này kia cái nọ cũng được khôi phục cơ bản. Và quần chúng Phật tử cũng ý thức được giá trị của những ngôi chùa đóng góp như thế nào cho cuộc sống trật tự xã hội và đạo lý của xã hội. Thì chúng ta có cái hướng quay về cũng tương đối. Nhưng một bộ phận chưa tiếp cận được điều này cũng không phải là ít. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy đây là điều mà chúng ta cần phải học tập, cần phải suy gẫm để chúng ta trở thành những cái tiền đề để mà góp phần cải thiện lại những cái tiêu cực. Nếu chúng ta có sự tác động tích cực thì trong một ngày gần hoặc một ngày xa, càng ngày chúng ta càng thay đổi được các tệ nạn của xã hội nhiều hơn.
Vừa rồi á, tôi có tiếp chuyện với một cái anh này ở Bình Dương. Ảnh là con trai, năm nay ảnh trên 50 tuổi và thân phụ ảnh mới qua đời. Mà điều ảnh làm tôi đáng khâm phục ảnh là một điều là ảnh là một người con trai, nhưng mà từ nhỏ tới lớn ảnh sống rất là hiếu thảo với cha mẹ. Mà cái người vợ ảnh kể cho tôi nghe như thế này: ảnh là con trai nhưng mà từ khi mẹ qua đời, cha sống với vợ chồng ảnh, nhưng mà việc chăm sóc cha không phải là vợ mà là ảnh. Điều rất là đặc biệt như vậy. Sau này khi cha già và tai biến thì ăn uống tắm rửa giặt giũ tất cả mọi thứ anh làm hết cho cha. Lạ kỳ là như thế, tôi không ngờ. Ví dụ như vậy, thay vì người chồng nói à mấy việc này em làm, vợ làm thế, nhưng không, con cũng không, anh tự đích thân làm. Và tới khi cha anh qua đời, anh điện báo cho tôi và cuối cùng anh xuống đây anh gửi danh sách kỳ siêu cho cha. Anh nói chuyện với tôi mà năm mươi mấy tuổi mà còn khóc, rơi hai hàng nước mắt, vì anh nói rằng cả cuộc đời cha hy sinh cho mình, rồi sau này mình lớn lên có cuộc sống rồi, nghĩ về đạo lý chăm sóc cha cũng cảm thấy chưa hài lòng mọi thứ như vậy. Anh nói chuyện với tôi mà tôi nói thật sự á, tôi không biết ảnh là người trong phim hay là người thật. Cái cảm giác này tại sao lâu quá rồi mình không có được dịp nghe như thế, lâu quá rồi mình không có những cái cảm giác về những cái điều này. Đó là những cái mà mình cảm thấy là nó đắn đo. Cho nên khi sang Mỹ, tôi có giảng các vị một cái bài giảng là chăm sóc người già đó. Tôi có dừng chân ở một gia đình người cư sĩ Phật tử này mà tôi có nêu trong cái bài giảng đó. Tôi rất là khâm phục và rất là quý một gia đình. Tuyệt vời là anh chị em chung trong một gia đình, chỉ còn có mẹ thôi là duy nhất. Không bao giờ một đứa con nào trả treo lại với mẹ một lời. Cho dù á, mẹ có một cái thái độ gì đó chăng thì cũng phải tùy nghi mà nói thật sự, giải thích với mẹ một cách rất là khiêm tốn. Thậm chí có những người đi đâu ở đâu cũng về nhà với mẹ là chính. Thậm chí có hai đứa con năm nay, một đứa trên 30 tuổi con trai, một đứa trên 40 tuổi con gái, ngủ chung trong phòng rộng với mẹ như vậy. Thậm chí là muốn nói là ở suốt đời như vậy để lo cho mẹ chứ không có lập gia đình. Thật sự có những cái người mà mình thấy ngạc nhiên. Đây là chính mắt tôi thấy nha. Khi tôi đi ra khỏi nhà thì gia đình có dành cho tôi một phòng riêng, cho nên khi đi là khóa cửa lại. Thì cái người con trai mới nói rằng là để anh giữ cái chìa khóa. Người mẹ nói không, để mẹ giữ cho à. Nhưng mà khi mà tôi đi cả ngày về á, thì bà già rồi cho nên cái đầu bà nó có chút bị lẫn hay sao đó. Bà có cái chìa khóa đâu bà không nhớ. Cho nên là khi cái cậu con trai lên hỏi mẹ là cái chìa khóa mở cửa cho thầy, thì nói mẹ không nhớ, bà kiếm hoài không ra. Mà tôi để ý cái thái độ của người con trai. Đúng ra thông thường mình sẽ cằn nhằn vài lời, mình sẽ có cái thái độ khó chịu. Nhưng mà tôi để ý từ đầu tới cuối một cách rất vô tư nha. Tôi thấy rằng không có biểu hiện một chút nào hay là một lời nói nào để nói rằng à sao con giữ mẹ không cho để vậy vậy. Không có. Cùng hợp tác với mẹ rồi để tìm kiếm như thế. Một cái rất là bình thường như vậy. Điều này tôi rất ngạc nhiên. Một độ tuổi thanh niên sống ở tại quốc gia như nước Mỹ. Tôi nói thật sự những trường hợp này làm tôi xúc động và ngưỡng mộ vô cùng. Tôi nói như vậy để các vị thấy rằng là cái việc mà gọi là thờ cha kính mẹ hay là tôn trọng cha mẹ, là hiếu kính mẹ cha, cái việc này nếu không khéo không phải dễ gì chúng ta có thể gìn giữ được như vậy đâu. Cho nên tôi mới cho là món hàng xa xỉ là như vậy. Ngày xưa đây là một cái việc mà gọi là đạo đức người Việt Nam. Nhưng bây giờ chúng ta đang thách đố giữa một cái cuộc sống mới và những nền tảng truyền thống. Và tôi cũng cảm thấy rằng là chưa có khi nào tôi thấy rằng cách sống của con người chúng ta lại hời hợt và vô cảm như ngày hôm nay. Vô cảm theo cái câu mà nói rất là thô thiển là bay chết mặc bay. Có là chuyện gặp nạn, lâm nàn, chuyện gì của ai, đó là chuyện của họ chứ không phải chuyện của chúng ta. Như vậy đạo đức chúng ta bắt đầu nó xuống cấp ở một mức độ nào rồi đó. Một người bị giật ở ngoài đường, không thấy nhiều người hợp tác để mà cứu. Một tai nạn xe ngoài đường, mọi người đi qua chỉ dòm. Thậm chí một người bị đụng xe què lết, máu chảy bê bết ngoài đường, cũng không thấy ai đứng ở lại gọi là giúp đỡ. Cái này cái mà đáng báo động nguy hiểm. Khi hỏi ra những tài xế chạy đi hoặc một số người chạy đi, họ nói tôi như thế nào? Ở lại sẽ bị liên lụy trách nhiệm.
Đó, những người đã trả lời nói là biết rằng xảy ra sự cố tai nạn vậy đó, nhưng mà không dám ở lại cứu đâu thầy. Bởi vì ở lại cứu hoặc là ở lại để mà đưa bệnh viện là mình bị liên lụy trách nhiệm. Mình đưa người này vô bệnh viện mình bị giữ lại, hoặc là mình sẽ bị bên công an rồi này kia kia nọ hỏi và mời tới lui. Tức là quy ra trách nhiệm của những người mà gọi là giúp đỡ á, thành ra người ta thấy phiền toái quá, người ta không muốn. Bên cạnh đó người ta cảm thấy rằng là những cái người mà gọi là cứu giúp trong các cái tai nạn á, thỉnh thoảng á, người ta lại gặp sự cố. Cứu giúp người khác lại là đem thiệt thòi đến cho mình. Vì vậy một số người vì thiệt thòi cho nên là chúng ta không can thiệp vào. Cái quan điểm nghĩa khí anh hùng của chúng ta như một thời nào của Nguyễn Đình Chiểu không còn. Cái chuyện đó chỉ còn trong lục dân tiên thôi, trong còn ở cái xã hội thực tế nữa. Có còn đi chăng nữa, nó nằm ở một cái phương diện rất là hiếm và khiêm tốn. Các vị nhớ trong lục dân tiên, cái tác phẩm mà Nguyễn Đình Chiểu xây dựng nên, nó có cái câu gì? Nhớ câu, quên rồi thì làm sao nhớ được không? Nhớ câu kiến nghĩa, à, 7 nốt nhạc đó, tôi làm tới 4 nốt rồi đó. Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, rồi sao nữa? À, làm người thế ấy là phi anh hùng. Các vị thấy câu này Nguyễn Đình Chiểu, một nhà văn rất là đặc biệt, mà từng nói là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Cái câu quan trọng nhất là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm đó. Cái đạo lý của con người chúng ta thời xưa nó còn vĩ đại, nó còn là một cái điều mà gọi là như một nhu cầu bức thiết và một cái nền tảng của con người ghê gớm vậy đó. Từ thế kỷ thứ 17, 18 thôi. Như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái tác phẩm Lục Dân Tiên để xây dựng nên cái hình ảnh của thấy câu kiến nghĩa bất vi là thấy việc nghĩa không làm. À, rồi xuống dưới cái câu của chúng ta mới việc văn là làm người thế ấy là phi anh hùng. Nếu mà con người thấy việc nghĩa mà không cứu giúp, thấy việc nghĩa mà không ra tay, thì con người thế ấy không phải là người anh hùng. Như vậy, những người trượng nghĩa ngày xưa là những người biết điều đó chúng ta can thiệp sẽ bị thiệt thòi và liên lụy đến mình, nhưng lương tâm và đạo lý con người không cho phép chúng ta đứng yên để ngồi nhìn việc đó. Cho nên tôi nhớ tôi có nói trong bài giảng nào cho các vị một cái câu là cái điều đáng sợ trong cái cuộc sống xã hội hôm nay không phải là những cái điều mà người ác làm á, mà người ta nói điều đáng sợ là cái người lương thiện mà im lặng á, là đáng sợ nhất. Ta nói là trong cái xã hội hôm nay không phải là ta sợ chuyện của người ác làm, mà người ta sợ những người lương thiện im lặng. Đây là điều mà các vị nên chiêm nghiệm cái câu này. Nếu mà người lương thiện, những người làm việc nghĩa mà kiềm chế cái hành động lương thiện của mình lại đi, và vì một lý do nào đó, thì thật sự điều này rất là đáng buồn các vị. Và nếu tất cả con người chúng ta đều ý thức được cái việc nghĩa, việc tốt, việc nên làm, thì xã hội sẽ giảm thiểu những tệ nạn một cách là đáng ngạc nhiên luôn. Tôi nói với các vị thấy là như vậy. Nó là một cái chuỗi trình của một nguyên tắc, nó là như thế. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì? Chúng ta sợ liên lụy, sợ trách nhiệm. Một số người sợ bị trả thù. Chúng ta cảm thấy là nếu mà chúng ta cứu giúp một ai đó, chia sẻ một ai đó, hay là can thiệp vào những việc của một ai đó, chúng ta lại sợ bị trả thù nữa. Như vậy thì ở đây cái người lương thiện mà im lặng rồi thì cái ác nó sẽ lan tràn, cái ác thừa dịp để gọi là tấn công, cái ác thừa dịp gọi là thắng thế. Đây là điều rất là nguy hiểm, phải để ý chỗ đó. Sự vô cảm này nó từ nhiều lý do để làm cho con người chúng ta tụt giảm về mức độ đạo đức. Tiếp theo nữa là gì? Trên các mặt báo hàng ngày khi chúng ta đọc những cái câu chuyện về giết người, hiếp dâm, cướp của, bất hiếu mẹ cha, không còn là chuyện lạ như ngày xưa nữa, mà nó lại là chuyện thường xảy ra. Cái này các vị dường như là một hai ngày mà các vị lên những trang báo về pháp luật là các vị đều thấy những cái chuyện đó xảy ra. Tôi nói cách đâu xa, thì chừng tháng, hai tháng trở lại đây thôi, sau hai cái chuyện giết người đẫm máu mà đáng sợ, bốn mạng người ở Nghệ An,
và 6 mạng người ở Bình Phước. Rồi á, sau đó các vị thấy hai cái vụ án này là đáng sợ, nhưng mà các vị biết rằng đâu phải dừng lại. Sau hai cái vụ án đó vừa khám phá ra rồi là liên tục gần như 10 cái chuyện giết người đẫm máu, 4 người, 2 người, 1 người, liên tục như thế. Các vị thấy hôm nay cái chuyện giết người nó dễ như trở bàn tay. Chúng ta phải thấy cái gì, ví dụ như là đáng ghê tởm hay là đáng báo động hay là ghê gớm lắm á, chúng ta mới có thể hành động tới giết người. Nhưng hôm nay chuyện đơn giản thôi, hai cái miếng rẫy gần nhau, trong cái sự xích mích về ranh, về rác gì đó, cũng có thể giết hàng loạt người. Đó là chuyện ở Nghệ An đó. Chỉ ranh rác trong cái việc gọi là rẫy bái gần nhau thôi đã là như thế. Cái việc ở Bình Phước là như thế nào? Đơn giản chỉ là cái việc mà gọi là không trọn về tình yêu thôi thì lại có thể như thế. Sao ở đâu mà con người chúng ta càng ngày càng suy nghĩ một cái cách thấp thoải về vấn đề lương tâm và đạo đức như thế? Còn hàng loạt khác nữa, những cái việc đơn giản chỉ là cái tiệc nhậu lời qua tiếng lại, giác dao chém nhau, đâm nhau. Anh em trong một gia đình chỉ là xâm phạm qua cái ranh nhau chút đỉnh mà người ta bán cái đám tràm hay gì đó mà lỡ chặt qua vài cây thôi, vậy anh em có thể chém giết nhau được. Có những cái mà tôi thấy vô lý chưa từng có. Nó không có một lý do nào để chúng ta thấy thể dẫn đến giết nhau, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn giết nhau được? Thì đây là tôi sẽ đưa ra cho các vị từng cái tiền đề, rồi chúng ta sẽ đi vào cái kết luận. Rồi trở lại các vấn đề. Đó là giết giống những cái người gọi là ngoài, có thể là bà con thôi, hay là có thể hàng xóm thôi. Nhưng mà trong một tháng qua, 3 vụ giết người mà coi như báo động về đạo đức nhất, đó là cái việc giết người của 3 đứa con mà giết mẹ mình trong một tháng thôi. Hai cái việc giết người ở tại Hà Nội và 1 giết người ở Đồng Tháp. Cái chuyện giết người đầu tiên là cái cậu thanh niên này, 21 tuổi, đang học cái trường cao đẳng nào đó. Giết mẹ chỉ vì hận mẹ thôi, không biết hận chuyện gì, báo chưa nêu rõ. Đại khái là cậu thanh niên này ở với mẹ chung trong một gia đình. Và khi mà và cái gia đình là người mẹ mất á, hình như là người mẹ chết có 48 tuổi hay gì à. Bởi vì cái cậu thanh niên này có 21 tuổi à. Đó, thì trong cái lúc mà bà con người ta đến người ta tẩn liệm á, ta khám phá những cái vết bầm trên cổ, và người ta nghi ngờ về cái chết của bà, bắt đầu người ta mới đưa ra công an. Thì công an vào cuộc, người ta mới điều tra ra, thì ở đó là bà không phải là do bệnh chết hay là ngẫu nhiên chết là cái gì chết, mà do cái sự mà tác động và bóp cổ chết. Và người ta mới nghi ngờ rằng là trong cái thời điểm bà chết á, gia đình bà chỉ có 2 mẹ con sống chung thôi. Và vì vậy là người ta đã hỏi cung cái người con trai đó, và sự thật là anh ta thừa nhận là anh ta bóp cổ mẹ chết. Hỏi lý do, anh ta chỉ nói là hận mẹ. Như vậy ở đây tôi nói với các vị, như thế nào đi chăng nữa, cái hận của chúng ta đối với cha mẹ mà có thể làm chúng ta có thể ra tay để mà bóp cổ mẹ chết được, là cái chuyện này nói thật sự chúng ta không suy nghĩ được. Cái này chúng ta không có liên tưởng cách gì chứ. Cho dù mẹ chúng ta có đánh đập thê thảm, mẹ chúng ta có đuổi chúng ta ra khỏi nhà, mẹ chúng ta có thể ngăn đón chúng ta một việc gì đó cỡ nào đi chăng, thì bất đắc dĩ giận quá bỏ nhà ra đi là cùng, hoặc là vài tiếng nói nặng lời là cùng. Không thể nào đến độ mà hành hung là đã không thể rồi, đừng nói là tới ra tay giết mẹ mình. Cái điều này nó thật sự đạo đức và luân lý của người Việt Nam không có một lý do nào biện hộ được, và không có một lý do nào để chấp nhận cái việc này. Bởi vì thật ra mà nói, cái gì cái chứ mẹ mình chưa cầm dao giết mình, hay là hoặc là để gọi là đe dọa đến tính mạng của mình, và thậm chí đe dọa đến tính mạng thì mình có thể mình phản ứng hay là nặng tay, nó lỡ xảy ra là ngộ sát hay là gì bảo vệ mình mà bất đắc dĩ. Còn cái này thật sự mà nói là chúng ta bằng cách là ngoan cố, cái này là chúng ta để ý. Đó là cái việc giết người đầu tiên. Việc giết mẹ tiếp theo thứ hai là cái việc nó vô lý chưa từng có. Thì bà này nè, bà sáu mấy tuổi rồi, bà với có đứa con dâu ôm gạch để cho gia đình xây nhà đó.
Thì trong lúc ôm giặt làm sao mà nó làm sống cái đàn gà của đứa con trai cũng ở cái vách nhà như thế. Thì hình như là ở đây thì khi tôi đọc báo tôi không nghe nói là cậu trai này đang xây nhà, mà tôi nghe nói là từ trên cao tuột xuống, thì tôi nghĩ rằng chắc là anh này đang xây nhà. Vậy mà không biết làm sao vì sống cái đàn gà thôi mà anh ta có thể ra tay giết mẹ và làm đả thương một em dâu hay chị dâu vậy đó, đi bệnh viện trọng thương. Một cái việc rất là vớ vẩn đơn giản như thế, chỉ cần là làm sống đàn gà do ôm gạch rồi nó rớt rồi nó sống cái chuồng sao đó, chỉ cần chuyện vậy thôi mà cũng giết mẹ được. Tôi nói nó vô lý, các bạn không hiểu tại sao đầu của con người hôm nay là nó chứa cái gì và nó do cái gì để làm cái nhân tố đó, tôi không hiểu. Phải nói là tôi nói để cho các vị thấy rằng là những cái rất là vô lý mà lại sao con người lại biến trở thành một cái chuyện mà gọi là giết người một cách đáng sợ như vậy, mà người đó không khác hơn ai là mẹ ruột của mình, cái người sanh thành ơn nghĩa dưỡng dục lớn lao nhất trong đạo đức của con người như thế. Không thể tưởng tượng nổi, cái chuyện này vô lý chưa từng có. Tiếp theo cái chuyện ở Đồng Tháp, nói chung là ba cái câu chuyện này trong vòng chưa đầy một tháng qua. Anh này 30 mấy tuổi thôi, không biết lý do gì đó, thì khi mà tra vấn thì nói là ảnh là do mẹ chửi mắng ảnh nhiều ngày rồi, áp lực về vấn đề chửi mắng, và bà có ý định là đuổi anh ra khỏi nhà, cho nên ảnh tức quá, ngày hôm đó anh uống rượu về và đi ra giường thấy mẹ đang tưới rẫy tưới cây gì đó, và nói lẫn lồi đôi co với mẹ, cuối cùng nhào vô bóp cổ mẹ và tháo cái quai nón á, xiết cổ mẹ chết. Xiết chết rồi làm gì? Bỏ vô đình ông thảy xuống dưới mương đó, rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Và sau đó tri hô lên rằng là mẹ mất tích rồi, thì người ta vào cuộc, người ta đi kiếm. Thì ngày hôm sau ảnh dựng lại hiện trường giả, bắt đầu là ảnh mở cái bao ly nông ra, ảnh sổ mẹ ra cái ảnh lật úp xuống dưới nước để dựng hiện trường giả là giống như mẹ mà sốc nước té nước chết vậy đó. Nhưng mà sự thật ra khi các vị biết rằng khi người ta vớt cái thây lên và người ta cảm thấy rằng cái vết ở trên cổ, thì người ta cũng bắt đầu điều tra ra. Và điều tra ra thì ảnh thừa nhận là ảnh bóp cổ và sau đó ảnh lấy cái dây quai nón á, và ảnh xiết cổ mẹ ảnh chết do mâu thuẫn, và mẹ ảnh có ý đuổi ảnh ra khỏi nhà. Nói thật sự với các vị, nhiều khi mình không hiểu con người chúng ta hôm nay đang là một xã hội văn minh, và chúng ta có nghĩa là chúng ta xem thường những giá trị truyền thống và nhận đến những hậu quả đáng tiếc. Cái điều này chúng ta là một người khách quan ngoại cuộc, chúng ta cảm thấy còn đau lòng như thế. Thì chúng ta thử là nếu một người trong cuộc thì cái nỗi đau này nó đến cỡ nào. Nhưng tại sao hôm nay con người chúng ta lại dễ xảy ra những điều như thế? Cái này chúng ta phải cần cái tìm hiểu cái nguyên nhân của nó chứ. Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Nguyên nhân từ đâu? Và ai có thể cho tôi được một vài nguyên nhân nào mà các vị thuyết phục tôi coi. Mời các vị, ai cho được nguyên nhân nào thuyết phục tôi gửi một món quà. Tôi biết các vị nhiều nguyên nhân lắm. Tôi nói ra cái vậy là trong hội trường này là có hàng mấy trăm cái nguyên nhân trong đầu hết rồi đó. Có không? Có ai góp thêm những nguyên nhân nữa không? Tôi cũng đã có hình dung một vài nguyên nhân rồi, nhưng mà các vị ở trong xã hội tiếp cận với nhiều cái tình huống, các vị có thể biết nhiều hơn nữa. Nguyên nhân có không? Thầy mời con. Sống một cách là chị lẹ, thứ hai là nội sát sanh nhiều quá, ra ở tiếng máu, ở rất là bình thường. Thứ ba là nội sống theo kiểu là rất là không cần nghèo lứt nữa, nghĩa là khi mà đụng chuyện đó, họ sẵn sàng để tương sinh thuận lợi rất là lên, và họ sẵn sàng làm đủ thứ để thỏa mãn cái lắc cái sinh thuận của họ rồi. Họ làm một cách không suy nghĩ, và khi đã suy nghĩ rồi thì nó rất là quá muộn. Trời, cảm ơn con. Thì trong các ý tưởng của con thì nó có, nhưng mà cái là con ngồi xuống, không có chú trọng về đạo đức là cái kết quả thôi. Không có chú trọng về đạo đức là kết quả. Vì sao mà người ta không chú trọng đạo đức? Cho nên cái không chú trọng đạo đức là cái kết quả. Và chúng ta muốn vì sao, thì ở đây con nêu ra được một vài cái vấn đề vì sao theo cái tầm nhìn của con vừa trả lời. Do vấn đề con người chúng ta về chiều chuộng về bản thân, về kiêu ngạo, về lối sống ích kỷ một cách cá nhân, và sát sanh hại vật quá nhiều, và những hình ảnh máu me nó đã trở thành cái quen trong ta. Đó cũng là một trong những nhân tố. Mà đây là một ngành tội phạm học, người ta có nghiên cứu nha các vị. Người ta đưa ra
100 cái trường hợp để gọi là giết người, thì trong đó 86% những người giết người liên hệ đến cái quá khứ đã từng sát sanh hại vật và từng coi như là giết các loài cầm thú một cách rất là tiêu khiển á, không gớm tay. 86% trong những cái đó, và người ta đã đưa ra những cuộc trắc nghiệm và người ta cảm thấy rằng là giết hại động vật một cách bừa bãi hay là hoặc là những con người thói quen để sát hại động vật thì những người này có cái nguy cơ để gọi là đụng chuyện, để giết người, để mà gọi là hại nhau rất dễ dàng. Đây là chuyên ngành người ta cho chúng ta được những thông tin như thế. Thì bây giờ tôi sẽ liệt nêu với các vị trong một vài trường hợp để các vị thấy. Trong cái thời buổi kim tiền, có người quan trọng về đồng tiền hơn, cho nên người ta không có chú trọng về vấn đề dạy đạo đức. Và bản thân của người làm cha, người làm mẹ chưa hiểu hết được cái vai trò và cái tầm quan trọng của đạo đức. Thậm chí tôi nói người lớn là người làm cha làm mẹ đó cũng không hiểu hết được tầm quan trọng của đạo đức. Do chúng ta có những cái gì, các thông tin về đạo đức và những hình ảnh để ca ngợi về đạo đức quá ít ỏi. Mà hàng ngày các thông tin của chúng ta là gì? Quảng cáo ăn cái này hen, cho nó tăng cường sức lực gì đó hen. Rồi quảng cáo cái kia ăn cho nó đã miệng hen. Rồi quảng cáo cái món này là thế này hen. Quảng cáo cái loại rượu kia thế kia hen. Rồi quảng cáo thằng này nó chạy xe đời mới kiểu nào hen. Rồi quảng cáo cái điện thoại này thế kia hen. Thằng nào cầm được iPhone này là thứ dữ hen. Thằng nào uống được cái thế này là mày là thằng cao cơ hen. Rồi mày thế thế. Toàn ngày là vậy không? Không có nghe một hình ảnh nào là ca ngợi học sinh hiếu học, rồi học sinh ngoan, rồi hay là những người con hiếu thảo, rồi những sự cứu giúp. Tôi không thấy quảng cáo cái đó. Có đi chăng nó nằm góc tí tẹo nào muốn tìm lòi con mắt luôn cũng không thấy nữa. Mà những cái mà quảng cáo đó đó hen, bia, rượu, quán bar hay là những nơi bãi biển ăn chơi mọi thứ, quan tổ bố trên cái tờ báo nè, nào cha nào ông tổ bố lên truyền hình cũng là thôi, nhoi hết. Giờ quảng cáo là toàn là cái đó không. Các vị thử xem các cái truyền thông coi cái nào nhiều, đạo đức hiếu thảo hiền ngoan ham học lễ giáo nhiều hay là tất cả các kích động về dạng ăn chơi nhiều. Các vị thử đi. Và một đứa trẻ mà khi nhìn vào cái hình ảnh đó, nó cảm giác gì? Một chai rượu này nếu nó có ý tưởng nó muốn uống mà nó không đủ tiền nó phải làm gì? Một cái quán bar này nó không đủ tiền vô chơi mà nó muốn làm anh chị nó phải làm gì? Những cái iPhone như thế này và những cái này mà quảng cáo lên này kia, cái kinh tế thị trường các vị muốn làm gì làm, nhưng mà tôi so sánh cho các vị thấy. Cái thằng nào xài được cái quảng cáo đó mới thấy rằng tao là ngon, còn mày xài cùi bắp. Thằng nào cùi bắp mặc cảm tự ái đâu có chịu đâu. Cho nên tao phải có cái để mày đừng nói hả, chỉ có mày được hả? Tao cũng được 3-4 cái nữa nè. Thế các vị thấy tất cả những cái này nó đẩy cho con người chúng ta theo cái guồng máy đó. Tôi đâu thấy ai đua đòi nhau là ở nhà tận tỉ với cha mẹ, chăm sóc mẹ cha tận tỉ thế rồi á, được ca ngợi này kia nữa, đâu thấy đâu. Nó không có đem những cái thành quả hiếu thảo hiếu học hay là ngoan hiền hay là cứu giúp cuộc đời, không có đem thành quả đó ra để so sánh cái sự lương thiện, mà toàn là cái gì? So sánh là mày thấy không, tao mới cua con nhỏ đó dễ như trở bàn tay. Đem thành quả đó. Rồi thằng này mới nói trời ơi, con này con gái này nha, rượu đó hả, trời ơi tao uống như là chuyện nhỏ chuyện thường, tao uống như uống nước. Đem thành quả ra nói uống rượu như uống nước là giỏi à. Rồi các dạng cua gái giỏi, ăn chơi giỏi, những cái món tào lao mà không ai dám ăn nó ăn được, nó giỏi. Tất cả những cái này là cái gì? Đẩy nhau bằng những cái đó rồi kêu nó đạo đức. Không có một môi trường đạo đức để nó so sánh mà kêu nó đạo đức là cái quái gì? Giới trẻ hôm nay có khi nào mà lấy ra cái hình ảnh mà gọi là chăm sóc cha mẹ là làm điều hãnh diện không? Thậm chí một số người ba mẹ mà lỡ có nghèo khổ xấu xí hay tàn tật đi đến trường thăm nó còn đuổi nó đi chỗ khác đi à. Đừng có làm mất mặt con. Ai sanh ra cái mặt mày vậy? Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta đó làm những cái mà thật sự mà nói không hiểu tại sao trong đầu chúng ta lại nghĩ những cái như thế. Bây giờ có khi nào mà cha mẹ bệnh tật rồi chúng ta ngồi quạt lạnh ấp nồng chăm sóc từ chén cơm thang thuốc không? Tôi thấy những giới trẻ hôm nay không bao giờ biết tới chuyện đó. Cha mẹ nằm bệnh ghen hì hì đó, đây nó vẫn chơi game.
Thậm chí nó coi phim, nó coi cái chuyện bệnh của cha mẹ là chuyện bình thường. Chừng nào nó bệnh nó mới quan trọng. Ba má phải đi nhiều ông bác sĩ, phải canh nó từ sáng tới chiều tới tối, phải thăm dò nó mỗi lúc mọi nơi, phải coi nó uống thuốc giờ nào. Đó là cái chuyện nó ông cố nội mà. Nó được vậy đó. Còn khi cha mẹ đó đầy tớ nó mà, không quan trọng, không có một cảm xúc nào về điều đó. Chưa bao giờ chúng ta thấy rằng những đồ mà ví dụ cha mẹ ăn rơi vãi hay là hoặc ăn dư chúng ta ăn, chuyện nó không có. Chúng ta ba má ăn từ nhỏ luôn, mới đẻ mày ra là tao ăn chiên môn, ăn đồ bỏ mứa, đồ thừa của mày từ nhỏ tới lớn luôn. Tới giờ gớt hột nó ẹ, ăn lỡ dư lại nó ẹ. Nói thật với các vị, những cái điều này tôi không bảo các vị phải làm những cái điều giống như là ép uổng hay là khuôn sáo, nhưng mà tôi muốn nói rằng cảm xúc của các vị về những điều đó. Bây giờ các vị có khi nào các vị cầm một bộ đồ để giặt cho cha mẹ mà các vị thấy điều đó là bổn phận không? Dường như không có. Bây giờ có máy giặt rồi, thậm chí còn làm biến thảy vô nữa. Sống nhỏ lên tới lớn, bản thân xếp cái mền không được, ba má không phải xếp mền, ăn uống tự ăn không được, 7-8 tuổi phải có người đút, thế tạo ra những cái đứa gọi là lười biếng vô dụng. Mà chúng ta thấy đó là gì á? Chúng ta nghĩ là thương con thế. Tôi không có cản cái tình thương con của các vị, nhưng mà các vị tạo nên những cái thế hệ mà gọi là thiếu đi những cái tình cảm thiêng liêng và thiếu đi ý thức được giá trị trách nhiệm là vô cùng nguy hiểm. Cho nên tôi nói với các vị vì sao các thông tin về đạo đức hôm nay khiêm tốn quá. Những câu chuyện như là chuyện Trạng Nguyên, những gương hiếu thảo của Việt Nam, những cái thần đồng này kia nọ, tôi thấy không có được phổ biến bằng những cái trò chơi game bây giờ. Tôi không thấy được phổ biến bằng những cái bộ phim Hàn Quốc tình cảm lâm ly bi đát. Tôi không thấy phổ biến bằng những cái bộ phim đồi trị, những loại phim bạo lực, những cái loại phim là tình cảm bi đát. Nó lại là cái điều mà đòi hấp thụ cho chúng ta. Các vị nghe ba cái băng, cái đĩa rồi này kia nọ, đâu chịu đâu. Cho nên có những cái nghe mà đẩy giới trẻ đi vào cái gì? Ảo tưởng. Những cái bộ phim nó làm cho hư nát cái đầu óc mà chúng ta không có hay. Chúng ta thấy coi phim bạo lực là bắn đùng 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 thế này, rồi ấy, cái gì đó, dao kiếm vậy đâm ra nó đâm chém, cái mạng người chết như cỏ rác vậy đó. Nó quen rồi các vị. Cho nên mai này nó đụng chuyện nó xử nhau như giang hồ, nó cũng cảm thấy nó quen rồi. Cái này trên phim đâu có sao đâu, nó giết nhau thoải mái đâu có sao đâu. Nhưng mà nó đem ra cái chuyện phim mà nó sống với cuộc đời thật, nó trở thành kẻ vi phạm luật pháp, và nó trở thành những cái kẻ gọi là gây tai họa. Phim là cái chuyện giả, nhưng mà nói chung đầu độc chúng ta bằng những cái đó. Những bộ phim về hiếu học, những bộ phim về học trò giỏi, những bộ phim về đạo đức, ai coi? Các vị thử bây giờ ra một bộ phim đạo Phật hay là một bộ phim mà gọi là đạo đức hiếu nghĩa rồi đi chăng đi, bán cả ngày không ai mua hết trơn rồi. Các vị ra một cái bộ phim mà để cái tựa tào lao trời ơi đất hỡi đó hen, càng cái tựa tào lao thì càng có hàng khối người nhào vô. Ở đây tôi không hiểu là tại sao thời đại nó có những cái điều nghịch lý như vậy. Chúng ta cần phải nhìn cái gì? Ý thức về đạo đức của người lớn, và làm sao có cái cách để giúp cho giới trẻ ý thức về đạo đức. Phải dạy con như thế nào về hiếu thảo, hiếu học hay là những cái gì kia nọ. Phải chỉ con những cái lối sống. Kỹ năng sống hôm nay chúng ta không có được hướng dẫn. Kỹ năng sống hôm nay thậm chí chúng ta còn bị người lớn đầu độc sai lầm nữa. Một cái đứa nhỏ này nó gặp đứa nhỏ kia, nó đang ăn, nó chia cho đứa nhỏ kia. Đôi khi có những người lớn ngu quá mày, mày không ăn mày đi cho nó chi vậy. Kỹ năng sống chúng ta đã ngăn chặn đứa con chúng ta từ thời bé. Một đứa con chúng ta cảm thấy chia sẻ được với người khác, chúng ta biết rằng con mình lương thiện. Một miếng ăn đó không quan trọng, nhưng mà cái tâm của một đứa con của mình lại chia sẻ được đứa kia, mình phải thấy hoan nghênh đó. Nhưng mà chúng ta là người lớn, chúng ta bế cái điều tốt đó đi. Chúng ta nói sao ngu vậy, nhường nhịn tha thứ cho một ai, sao yếu đuối nhát nhúa vậy. Chúng ta cảm thấy vậy, chúng ta đã đầu độc cho những cái sống là ích kỷ, bạo lực cho mọi thứ từ bé rồi. Mà chúng ta không thấy rằng cái đó là những cái hạt mầm để nuôi giới trẻ. Ví dụ bây giờ một đứa trẻ thay vì bình thường nó ham ăn, nhưng đứa trẻ này lại không ham ăn, biết chia sẻ bạn bè,
chúng ta phải thấy những nhân tố này là tốt. Nếu con chúng ta nó ham ăn này kia kia nọ, chúng ta phải phân tích cho con thấy. Cho nên tôi có coi một cái clip rất là nhỏ ở trên mạng mà nói là phản ứng của mấy đứa nhỏ mà khi bị cha mẹ ăn hết kẹo vào cái dịp mà gọi là Halloween đó. À, thì những cái dịp Halloween mấy đứa trẻ ở nước ngoài đó, nó được cho kẹo, cho bánh và rất là nhiều. Còn những người cha, người mẹ làm bộ nói: con à, mẹ hay là ba đã ăn hết kẹo con rồi. Các vị thấy tôi coi trên đó là người ta trắc nghiệm khoảng 10 đứa bé. Và trong 10 đứa bé có 10 tình huống khác nhau. Có những đứa bé mà ba mẹ mà nói ăn hết kẹo một cái rồi, nó đi nó đập đồ, nó đi nó liện này kia kia nọ, nó nằm giải tử. Có những đứa đó biểu hiện những cái khóc la và nói những lời rất là khó nghe. Rồi có những đứa cũng miếu miếu, rồi có những đứa cũng quê quê. Rồi có những đứa thì nói là: không sao đâu mẹ, năm tới con sẽ xin nữa. Có những đứa thì biểu hiện nhiều cái tình huống. Mà trong đó tôi mới thấy rằng một cái giới trẻ rất tự nhiên, có những đứa nó biểu hiện là nó không bận lòng về chuyện đó. Ba mẹ ăn là chuyện bình thường, nhưng mà có những đứa nó quăng, nó ném, nó chửi, nó bới tất cả mọi thứ. Cái đó chúng ta nói cái gì? Hạt giống. Cái hạt giống trong lòng của những đứa này đang là. Cho nên khi người cha người mẹ thấy rằng cái biểu hiện rất vô tình nhưng mà nó làm như vậy, thì chúng ta phải có cái cách làm sao để quân tập những hạt giống tích cực hơn nếu nó biểu hiện xấu. Ví dụ bây giờ con chúng ta quá ích kỷ thì phải tập con làm sao tập cái cách chia sẻ, làm sao tập hướng dẫn từ bé cho con thấy được rằng sự chia sẻ, sự nhường nhịn, sự này kia nó là quan trọng để un đúc vào tinh thần của nó, để đừng trở nên kẻ ích kỷ trong tương lai. Cái này mới đúng chứ. Con chúng ta nó hung dữ từ thợ bé, nói một câu gì nó thể hiện hay là đụng phải cái chuyện của nó phản ứng quá ư là hung dữ. Phải biết rằng con chúng ta hạt giống không có hiền. Vậy chúng ta phải làm gì để cho con chúng ta phải hiền lương bớt lại? Chứ đôi khi chúng ta quá vô tư với chuyện này, chúng ta thấy rằng nó hung dữ, chúng ta nhỏ không sao đâu, kệ nó. Các vị nhớ kỹ, chết ở chỗ này. Chúng ta quá xem thường về việc đó, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Và mai này con chúng ta càng lớn lên thì cái hung dữ đó nó càng nguy hiểm. Hồi nhỏ nó không nguy hiểm, nhưng mà chúng ta không biết rằng nó mai này nó sẽ lớn chứ. Cho nên vì vậy phải có cái cách dạy con mà người đời từng khuyên chúng ta là dạy con từ thở còn thơ đó. Các vị phải hiểu câu này. Những cái câu này không sai tí nào. Cho nên á, người làm cha làm mẹ phải thấy cái biểu hiện của các con là biết các con đi theo hướng nào. Chúng ta phải thấy gieo những cái hạt giống nào cho các con chứ. Cho nên môi trường chùa, những môi trường đạo đức hay là sống chia sẻ với mọi người, đó là những cái cách thức để giúp cho con người chúng ta cởi mở lên và sống có tình người, có đạo lý lên. Và làm sao con chúng ta được hiểu được luân lý đạo đức cha mẹ và tầm quan trọng sự có mặt của cha mẹ. Và những mùa Vu Lan như thế này là những cơ hội để gợi lại cho chúng ta nhiều hình ảnh về đạo đức, về cha mẹ này kia kia nọ, để làm chúng ta sống lại trong con người chúng ta về tình người. Chứ đôi khi chúng ta quên, chúng ta trơn tuột đi. Tôi mới mong muốn rằng là tất cả chúng ta có một cái ý thức làm sao cho cái nền đạo đức chúng ta được hồi sinh trở lại một cách mạnh mẽ. Cho giới trẻ phải ý thức được điều đó. Chứ bây giờ ở đây cha mẹ lo đầy đủ quá, con cái được sống sung túc quá, cha mẹ giống như là nơi đào mỏ đây ra tiền. Ngày nào còn đào mỏ ra tiền, ngày đó còn thấy cha mẹ có tác dụng. Còn ngày nào không đào mỏ ra tiền thì sẽ có những cái thái độ nó không đẹp tí nào. Đây là những cái mà chúng ta không nên. Rồi những môi trường ăn chơi, tôi nói với các vị nha, cái chuyện mà kinh doanh của tất cả chúng ta là cái chuyện nguyên tắc, cái chúng ta làm hợp pháp chúng ta cứ làm. Nhưng mà các vị nên để ý một điều, môi trường ăn chơi mở ra càng nhiều thì sự vô đạo đức càng ngày càng lớn. Không có cách khác được, quy luật này không khác. Môi trường ăn chơi để hấp thụ giới trẻ, hấp thụ những người kia có tiền, hấp thụ những người để chứng tỏ anh chị. Thật ra mà nói, nơi ăn chơi là cái gì? Nơi ăn chơi không có xài hai chữ đạo đức trong đó. Nên nhớ là hàng nào có tiền là anh chị. Tất cả mọi sự tôn trọng, bái lại, mời gọi, phục vụ tới kẻ răng được trả bằng tiền thôi chứ có gì đâu. Mua bằng tiền, một nơi phải nói là lấy đồng tiền để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Những nơi đó có tiền mua tiền cũng được. Có tiền đó là có quyền quyết định tất cả các việc.
có tiền cũng có thể điều á, là người ta đó, lót cái lưng cho mình đi vẫn được. Một cái môi trường như vậy, nhưng khi không có tiền, đá mày ra không có một chút thương tiếc, loại trừ mày ra không có một chút thương tiếc. Và nếu có đồng tiền nào trả giá cao hơn thì cũng phải sỉ nhục đồng tiền thấp hơn một cách không thương tiếc. Đây là chuyện bình thường. Các vị nhớ kỹ, những nơi ăn chơi càng nhiều thì thật ra làm cho chúng ta mất đi phương hướng và đạo đức chúng ta càng mất. Và những người phục vụ trong môi trường này không có tình người. Tiền là quan trọng, không có tình người gì hết trơn. Khi hết tiền hoặc là khi yếu thế về tiền thì sẽ bát ra chỗ khác, là chuyện rất là bình thường. Thì các vị là người nào ở sống trong xã hội từng rơi vào trường hợp này mới thấy. Cho nên ở đây các vị thấy gì? Ở gia đình được chăm sóc, vợ con này kia kia nọ, đôi khi thương mến chăm sóc, tận tụy, xem thường. Tới chừng nào mà khi bị người ta xem mình như rác đuổi ra ngoài đó, lúc đó mới thấy giá trị của những sự chăm sóc của vợ là quý báu. Cho nên đa phần chúng ta bị thất bại trong cái con đường tình cảm hay là bị hất hủi rồi, chúng ta mới trân trọng những giá trị đạo lý mà những cái người thân của chúng ta đã dành cho chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Ở đây tôi nói với các vị là nếu mở ra càng nhiều về các cái nơi ăn chơi này kia cái nọ thì cái điều đó nó sẽ không có lợi. Các vị nên nhớ là như vậy. Và vì vậy chúng ta phải biết dạy con chúng ta và phải biết nhắc nhở cho chúng ta. Cần đến môi trường nào hoặc là khi chúng ta chưa có đủ sức để gọi là kiềm chế bản thân mình trong mọi lúc mọi nơi thì phải thận trọng và dè dặt. Thêm một điều nữa, những người đi chùa, những người đi mà các hội từ thiện thì lại bị những cái người khác chỉ trích hoặc những người thân chúng ta chỉ trích. Đi cúng chùa nó chửi, đi làm từ thiện vợ con chửi, chồng con chửi, đi làm mấy chuyện vô bổ, đi ngu, thế. Nhưng mà nó giác tiền nó đi ăn nhậu, nó giác tiền nó đi đánh bài, nó giác tiền nó đi cho gái, cái đó nó bổ. Còn những người làm từ thiện, những người cúng chùa hay là những người làm việc đó, nó chửi bới, nó cho là vô bổ. Chuyện này không phải ít nha các vị. Nhiều người tâm sự với tôi về chuyện này. Nó xài bao nhiêu cũng được, đánh bài bạc bao nhiêu cũng được, nó bao gái bao nhiêu cũng được, nó cho nhân tình bao nhiêu cũng được, nó ăn nhậu bao nhiêu cũng được, nhưng mà cho từ thiện một đồng một cắc, hay là phóng sanh một đồng một cắc, hay là có thể đi cúng chùa một đồng một cắc, tất cả nghĩ vì lợi ích cho gia đình, vì phúc đức cho con cái, cho bản thân hôm nay và ngày mai. Những việc này người có đạo đức làm lại bị những kẻ ăn chơi bậy bạ trác táng như thế đó, nó chỉ trích như thế đó. Các vị thấy gì? Khi con người chúng ta không có đạo đức, chúng ta sẽ trở nên đối kháng với những cái việc lương thiện. Những người này thật sự với các vị cúng chùa và làm việc phúc đức chưa bằng một phần ngàn sự tiêu khiển của họ, nhưng họ cho những cái của chính bản thân họ là đúng. Bởi vì họ chỉ mang cái nghĩa hưởng thụ ích kỷ cho bản thân mà không bao giờ biết người khác, không bao giờ cần cảm xúc người khác, cũng không bao giờ nghĩ đến hạnh phúc lâu dài. Khi con người đang hạnh phúc, hay là con người đang có tiền, hay là người đang có thời đó, người ta sẽ không biết cái nỗi khổ phía sau đó. Người ta không hiểu được giá trị của phúc đức, người ta không hiểu giá trị tình người. Người mà người ta là thành công sớm quá, hoặc là người ta sống trong sung túc đầy đủ quá, tình người chúng ta không có cảm nhận nhiều, đạo đức chúng ta cũng không cảm nhận nhiều. Nhưng mà những người thất bại, khổ đau, hoặc là người suy sụp thì người ta lại nghĩ nhiều đến cái đạo đức và tình người hơn. Nên nhớ là vậy. Không biết con người chúng ta sao nó nghịch lý như vậy. Vì vậy ở đây, khi mà con người chúng ta có tu có học, chúng ta phải để ý tới những cái này. Để ý thật sự, chúng ta phải đánh giá được cái tốt cái xấu. Tôi nói thật, tôi tiếp xúc với một cái cô Phật tử này vừa rồi. Cổ là Phật tử nhưng mà cổ cải đạo từ Thiên Chúa sang. Mà các vị biết rằng, nó thật sự cổ đi chùa là cổ bị sự sỉ nhục và chửi bới chưa từng có. Mà con của cổ là từ thở nhỏ, 20 mấy tuổi là một đứa, 1-2 căn biệt thự hết. Nhưng mà cuối cùng rồi không biết ân tình của mẹ là gì, không bao giờ quan tâm đến cha mẹ là gì, chỉ tối ngày sống cho mình. Thậm chí một đứa con rơi vào trong ma túy, có thể trong một tháng cô có thể tốn 10 tỷ về nó, về những cái chuyện chơi như vậy. Cô phải chi trả những khoản tiền như vậy, mà cổ đòi đưa ra pháp luật hoặc này kia kia nọ, thì cha của thằng đó là chồng của cổ đó lại bên vực con mình mà nên làm vậy sao?
Và chính bản thân ông cũng nuôi rất là nhiều nhân tình. Và cổ đã chán ngắt với cuộc sống gia đình, cổ mới từ bỏ theo Phật giáo và cổ sống theo đời, sống theo một người Phật tử để cổ đừng đau khổ về những chuyện này nữa. Nhưng mà cổ không được ủng hộ từ phía gia đình. Những việc làm của cổ về từ thiện, về chùa chiền đều bị chống đối và chửi bới, trong khi nó hút chích hàng tỷ đồng như thế thì được. Cha của nó nuôi biết bao nhiêu nhân tình thì được, và tiền bạc đổ ra như núi, vậy thì được. Cho nên ở đây các vị thấy giữa giá trị đạo đức và cái đời sống hưởng thụ của chúng ta, những cái nghịch lý này chúng ta cần phải xem xét. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, sự tồn tại và hưởng thụ của chúng ta nó phải dựa trên phúc đức của con người. Khi phước báo không còn thì có muốn mà cũng không được đâu. Cho nên khi chúng ta còn phước báo, chúng ta chiều chuộng bản thân, chúng ta cho là chúng ta quan trọng thế này thế khác, chúng ta xem nhẹ những người khổ đau, chúng ta xem nhẹ những hành động lương thiện, chúng ta xem thường những môi trường tu tập. Nhưng có một ngày chúng ta sẽ cảm thấy khát khao và được nếm trải những cái môi trường như thế. Vì vậy những người tu học của chúng ta, hay là người giác ngộ được Phật Pháp, hay là người biết đến đạo đức, là người sống theo lẽ phải, không vì những xu thế của một nhóm người tiêu cực nào đó, của một nhóm người theo một văn hóa mới, một cách bệnh hoạn lệch lạc nào đó mà chúng ta phải ngại ngùng. Chúng ta cần phải giữ gìn những cái đạo đức truyền thống là một nền tảng hạnh phúc cho mỗi gia đình, cá nhân cũng như cộng đồng. Cái này là điều tiên quyết tất cả. Nếu không có những nền tảng này thì những kẻ ăn chơi bừa bãi liều mạng đó, nó sẽ phá nát đi nền văn hóa và phá nát đi hạnh phúc của mỗi gia đình chúng ta. Điều này không có cách khác được. Cho nên tôi chỉ mong rằng người Phật tử chúng ta cần phải nhìn nhận một cái điều gì đó tích cực hơn về điều này. Đừng để đạo đức trở thành những cái gì xa xỉ trong mắt của chúng ta. Và những giới trẻ, tôi mong rằng là các vị ý thức được hơn để tác động tích cực đối với giới đồng lứa của chúng ta đó, có những cái mà bị tha quá đi. Chúng ta phải biết khuyên bạn bè những cái đời sống thế nào đó cho phù hợp với đạo đức, với lẽ phải. Sự hy sinh tận tụy, chia sẻ giúp đỡ là những cái này cần phải khuyến khích. Các chương trình thông tin đại chúng cần phải mở rộng các vấn đề này. Những cái gương hiếu thảo, môi trường đạo đức, từ thiện, tất cả mọi thứ phải được phát trương mạnh mẽ, càng phải được quảng cáo lên. Các hội từ thiện tôi không thấy quảng cáo, bởi vì quảng cáo từ thiện không có tiền, quảng cáo bia đồ có tiền, quảng cáo mấy này kia đồ ăn chơi những môi trường vậy có tiền. Còn cái quảng cáo từ thiện chắc tôi nghĩ không có tiền, mà tốn tiền nữa. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, có những cái chúng ta làm thấy nó là như là không có gì để sanh ra đồng tiền, nhưng mà đó là những cái nó củng cố cái đời sống đạo đức và cái an vui cho chúng ta. Phải thấy được giá trị thật của nó. Tôi chỉ mong rằng là cái thời gian khiêm tốn chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Một vài ý niệm để cho chúng ta suy nghĩ, để chúng ta thấy cái nào nên làm. Đừng vì nhất thời, và những bộ phận giới trẻ đừng cho những hành động hiếu thảo hay là lương thiện là những cái cổ lỗ sĩ hay là những cái thiệt thòi. Cái nào nó cũng có cái giá của nó. Sự buông trôi bản thân với cuộc sống sa đà thì cái giá phải trả là không nhỏ. Cho nên ngày hôm qua tôi có đọc email của một chàng trai này khoảng 25 tuổi. Anh ta nói với tôi rằng anh ta rất là đau khổ bởi một việc là anh ta nói rằng tuổi anh ta thì mới 25 thôi, nhưng mà cung bậc cảm xúc về vấn đề quan hệ nam nữ thì đối với anh ta là không thiếu bất cứ một hạng nào. Nhưng mà trái lại độ tuổi này của anh ta đang trả một cái giá rất đắt là vì sự đau khổ của lương tâm và của bản thân. Và anh ta mới thấy rằng là ngày xưa anh ta không hiểu rằng những lời giá trị đạo đức trong Phật dạy nó quan trọng thế nào. Nhưng bây giờ anh ta đã thấm thía và anh ta nhờ tôi chia sẻ làm sao để giúp anh ta thoát khỏi cái nỗi khổ đau như địa ngục này. Đây là một cái lời tâm sự thật lòng như vậy. Cho nên có những cái chúng ta chiều chuộng bản thân theo cái hướng mà bị lợi dụng, mua chuộc, hoặc là hướng mà đầu độc của những cái giới ăn chơi, chúng ta sẽ thấy rằng sự bán mạng đó chúng ta trả giá cho ai. Và sau khi sự trả giá này ai lãnh? Chúng ta lãnh, cha mẹ chúng ta lãnh, chứ không phải là những người xúi chúng ta họ lãnh. Những người đẩy chúng ta vào con đường hư đốn, họ có bao giờ chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta không? Không. Khi chúng ta bệnh tật, khi chúng ta tai nạn, khi chúng ta khổ đau, khi mọi thứ xảy ra, ai chịu? Cha mẹ chúng ta là người chịu. Mà những người từng khuyên can các vị
mà các vị từng chán ghét sự khuyên can này, cổ lỗ sĩ, đạo đức giả, thế này thế kia, tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng những cái đạo đức giả, những cái cổ lỗ sĩ đó là những cái để gọi là lãnh đủ những hậu quả của những kẻ bừa bãi và ăn chơi liều mạng. Ở đây nhu cầu của cuộc đời các vị hợp pháp hay là các vị là con người sống trong cái xã hội thường tình, tôi không có can thiệp, nhưng làm sao trong mỗi hành động chúng ta phải được cân nhắc đường hoàng. Đừng có quá đà theo một mức độ là tiêu hao phước báo và làm tổn hại đến đạo đức và các mối quan hệ. Điều này là không nên. Bởi vì các vị biết rằng những hành động chúng ta làm ra tội lỗi, chúng ta tổn giảm phước báo, và chính cái đó nó sẽ rút ngắn lại những chuỗi ngày hạnh phúc của chúng ta, là một quy luật. Mong rằng các Phật tử chúng ta hiểu được điều đó để góp phần xây dựng vào hạnh phúc của mọi gia đình, và làm sao cho những thế hệ của chúng ta là những thế hệ con ngoan trò giỏi. Và người cha mẹ cần có ý thức trách nhiệm những cái gì nên làm, và ý thức trách nhiệm với vấn đề dạy dỗ con cái nên người. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Cho tôi như bão bay lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa gió xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người. Thank you.